Với 50 tỷ bạn có thể mua một căn Vinhome Riverside, nhưng chắc chắn bạn không thể mua được chiếc đồng hồ này. Đó là chiếc Patek Philippe Grand Master Trend mã 5175. Đây là chiếc đồng hồ hai mặt đầu tiên từng được Patek Philippe trình làng. Hãng đã mất đến hơn 100.000 giờ trong 8 năm để lên ý tưởng, chế tác, sản xuất và lắp ráp. Chỉ riêng bộ chuyển động đã chiếm đến 60.000 giờ sản xuất và hoàn thiện. Đây là chiếc đồng hồ phức tạp nhất của nhà Patek, từng được chế tạo với 20 chức năng đặc biệt khác nhau như lịch vạn niên, điểm chuông. Chính độ phức tạp này tạo nên độ dày của chiếc đồng hồ lên tới 16,1mm, gấp 4 lần so với một chiếc đồng hồ thông thường. Bộ vỏ được làm từ vàng nguyên khối, có đến 214 linh kiện và mất đến 4 năm để chế tác và hoàn thiện. Các chi tiết trên vỏ đồng hồ tỉ mỉ đến mức có thể gọi đây là một tác phẩm nghệ thuật để đời. Chỉ có 7 chiếc, trong đó một chiếc được giữ lại tại bảo tàng Patek Philippe tại Geneva. 6 chiếc còn lại được bàn cho những người sưu tầm thực sự. Sau khi trải qua vòng phỏng vấn với chủ tịch của hãng và tất nhiên phải có 2,4 triệu bi đen trong túi, một vị đại gia đang sở hữu chiếc đồng này đồng ý bán với mức giá hơn 50 triệu đô, tương đương với 1.200 tỏi. Anh em đánh giá sao?